Lulu, ông Dave đây, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm trước thì mình có nói chuyện với mọi người về một việc, đó là đợt vừa rồi mình vào Sài Gòn và mình đi học một thứ gì đấy và mình gặp được một ông thầy rất là cool, rất là xịn sò, rất là vui. Có rất nhiều bạn đoán là ông Dave đi học về Big Data, Crypto, xong rồi là Data Analyst. Có nghĩa là rất là nhiều thứ về technical và các bạn nghĩ là mình đã đi học ở trong Sài Gòn ha. Thì hôm nay mình sẽ kể với mọi người là mình đã đi học cái thứ gì. Đó là ông Dev đã đi học một khóa nấu bia. Hồi Tết đúng không? Thì mình đã nói chuyện với mọi người và mình đã có một cái thứ gọi là plan cho 2021. Thì nó có một cái thứ gọi là OD Space. Và những thứ mình đang làm hiện tại đó là một phần của OD Space, nó gọi là OD Chill. Thì OD Space gồm một vài thứ. Thứ nhất là OD Home, thứ hai đó là OD Space, thứ ba đó là OD Chill. Thì bây giờ ấy, mình đang thực hiện cái OD Home và OD Chill. Mình luôn luôn muốn hiểu về những cái thứ mà mình sử dụng khi mà mình code, thì mình muốn hiểu về cái đó là cái thứ gì. Ví dụ một cái nền tảng mình sử dụng đúng không, thì mình muốn hiểu cái thứ đó là cái thứ gì. Thì đồng thời với việc là khi mình uống bia, mình cũng muốn hiểu là bia là thứ gì và làm sao để tạo ra nó, và nó có những cái tác hại nào, và làm sao để chúng ta giảm thiểu những tác hại đấy, và làm sao chúng ta có thể tạo ra được một cái bia. Đợt vừa rồi mình đã bỏ một số tiền nhỏ nhỏ để mình vào Sài Gòn, mình đi học nấu bia trong vòng một tuần. Mình đã học về lý thuyết, sau đó là mình có làm một buổi thực hành, nghĩa là chúng ta đã nấu thử một mẻ bia. Hôm qua là ngày 3 tháng 5 làm cột mốc, có nghĩa là lần đầu tiên ông Dev nấu ra một mẻ bia. Để mình cho mọi người coi ha. Thì đây chính là cái mẻ bia của mình đang ủ nè. Mọi người thấy không? Trên đây là cái airlock này. Thì đó chỉ là một cái hình ảnh về cái kết quả thôi. Chắc chắn mình sẽ cho mọi người xem thêm nhiều cái hình ảnh về cái việc là mình đã nấu một cái mẻ bia như thế nào, nhưng mà chắc chắn thôi, mình không thể nào mà mình share cho mọi người biết được là chúng ta phải nấu những phải các bước là như thế nào được, tại vì cái đó là cái bí quyết của ông thầy của mình. Thì khi mà mình đã cam kết với ông thầy, có nghĩa là mình không share tầm bậy tầm bạ thì mình phải làm thôi, nên là mình chỉ cho mọi người coi hình ảnh về các bước thôi, nhưng mà cũng không quá chi tiết, có nghĩa là mình tới được những cái cột mốc nào thì chúng ta sẽ show ra những cái cột mốc đấy. Thì mình để mình giới thiệu sơ với mọi người về cái lý thuyết của cái nấu bia là cái thứ gì. Thì cơ bản á là cái bia á, là nó từ lúa mạch đúng không? Đúng không? Thì bản chất của trong lúa mạch nó là có tinh bột và enzyme. Thì cái enzyme giống như enzyme trong miệng của bạn vậy á. Thì các bạn nhai tinh bột nó sẽ ngọt đúng không? Thì cái quá trình thủy phân á, quá trình dùng enzyme để chuyển đổi tinh bột thành thành đường á, thì chúng ta sẽ gọi quá trình đó là mashing. Thì khi đó chúng ta sẽ nấu cái tinh bột lên để mà chúng ta từ cái tinh bột đó chúng ta lấy được cái nước đường. Thì khi mà chúng ta có được cái nước đường rồi thì cái con men á, khi mà nó dùng cái con men vào, nó sẽ làm một cái tác vụ, đó là nó ăn cái đường đấy mà nó thở bằng oxy, sau đó là nó sẽ tạo ra CO2, tạo ra cồn và rất là nhiều chất khác nữa. Đó là quy trình để người ta nấu bia, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn một số cái hình ảnh về mình đã nấu bia như thế nào ha. Bye.
cái beer mà mình nấu á là bia thủ công và home brew, thì thành ra nó sẽ không có những thứ ví dụ như là chất bảo quản, thì nó khá là tốt cho sức khỏe, và mình sẽ cố gắng mình giảm thiểu tất cả những cái thứ chất độc hại ở trong bia. Để mình nói thêm một chút về cái việc đó là mình đã gặp một ông thầy như thế nào. Thì ông thầy của mình ấy đang nấu cho rất nhiều quán bia thủ công ở Sài Gòn, ổng là người nấu chính cho Tiger, thì mọi người hiểu được cái tầm nó nằm ở đâu. Và có một cái điểm khá là hay ho khi mà mình gặp ổng ấy, khi mà mình nói chuyện với lại mọi người khi mà mình ngồi mình học ấy, thì mình cảm thấy là đúng khí cái ghiền nấu bia gấp ta, ý là cái sự đam mê của ổng về bia ấy, nó rất là lớn, và nó không phải là kiểu một hai ba vô rồi này nọ. Tất nhiên ổng vẫn phải một hai ba vô một ngày, ổng phải bắt cũng phải tầm chục con cọp thì ổng mới đi ngủ được. Nhưng mà mình đang nói về cái sự cái niềm đam mê về bia nó rất là lớn. Và không có một cái đó là trước khi mà mình học thực hành á, ông kêu là ra mấy cái quán bia thủ công á uống thử đi, thấy thích cái loại mua á đặt về đây, đặt cái tay loại nó lên anh nấu cho coi. Có nghĩa là ông biết hầu hết tất cả các loại bia thủ công ở Sài Gòn, và ông đi nấu cho rất nhiều quán bia thủ công ở Sài Gòn, kiểu như ông đi nấu thuê rất là nhiều luôn ấy. Và cái người mà dạy trực tiếp cho mình ấy ở là ông kiểu chủ thôi, còn cái người mà dạy trực tiếp cho mình ấy là một bạn thạc sĩ y sinh ở Sài Gòn, bạn ấy đang học thạc sĩ. Thì cái oh shit ghê vậy. Có nghĩa là cái buổi mà mình học thực hành ấy là bạn thạc sĩ đấy là bạn hướng dẫn mình này, xong trong lớp của mình ấy là có thêm hai người nữa, một người là tiến sĩ hóa, một người á là bác sĩ, tin được không, một người tiến sĩ hóa, một người bác sĩ, và mình là một thằng đét tới chung một cái lớp thực hành nấu bia. Và người ta cả ba người kia họ rất là thông thái về mặt hóa học, có nghĩa là họ nói về chất này chất kia, và mình học được rất là nhiều thứ khi mà mình nghe những cái thông tin như vậy. Ví dụ như là có nghĩa là có những cái món đồ ở trong gia đình của chúng ta mà chúng ta không nên sử dụng, và ở nước ngoài họ đã cấm từ rất là lâu rồi, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta vẫn sử dụng, thì nó rất là độc hại và nó có thể gây ung thư luôn ạ. Cái buổi đấy thực sự là một buổi mà trải nghiệm rất là hay ho của mình, tại vì mình kêu ồ, có thể là mình đã bỏ lỡ một cái môn rất là hay khi mà mình học cấp 3, đó là môn hóa. Tại vì môn hóa nó mang lại quá là nhiều kiến thức và nó quá hay. Nhưng mà thực sự là lúc đấy mình học ấy là không ai có thể, thực sự là mình không thể đổ lỗi được, tại vì lúc đó mình cũng lười. Nhưng mà thực sự là thầy cô lúc đấy của mình ấy, người ta không có mang cái sự thích thú về hóa học đến cho mình, có nghĩa là mình không có cảm nhận được cái sự hay ho của môn hóa khi mà mình đi học ở phổ thông ấy. Mọi người hiểu ý mình không? Ví dụ như môn vật lý đi, thì cái người thầy mà khiến cho mình học môn vật lý ấy, thì người đó họ rất hay phân tích về hiện tượng, có nghĩa là người ta rất hay nói về cái hiện tượng vật lý ở trong cuộc sống, chứ người ta không có nói về cái việc đó là lực này bằng lực kia rồi này nọ đi kia, cánh tay đòn nhân với lực rồi này nọ kiểu vậy. Ví dụ như này, cái lúc mà mình học về cái cánh tay đòn ấy thì ông làm một việc rất là đơn giản, nó như là ông ra ông đẩy cánh cửa, ông đẩy từ cái mép cửa phía ngoài ông đẩy, với lại ông để cái tay mép cửa phía trong ông đẩy. Như vậy là quá đủ để các bạn có thể hình dung ra được cánh tay đòn là cái thứ gì. Mình không nói về tất cả nha, nhưng mà mình nghĩ là hầu hết các thầy cô vật lý ở trường phổ thông thì nên là thay đổi về cái, mình không biết bây giờ nó như nào, nhưng mà mình nghĩ là nếu như mọi người chưa thì mọi người nên thay đổi về cái cách đó là tiếp cận, giúp cho học sinh tiếp cận vào những cái thứ mà nó liên quan tới cuộc sống như vậy, tại vì nó sẽ rất là hay ho và nó rất là thích thú đối với học sinh để mà người ta học những thứ đấy. Đừng có nhồi nhét những cái công thức này nọ đi kia vào trong đầu tụi nó không có tác dụng đâu. Thực sự nếu như mà nói á, thì tất cả những thầy cô ở trường của mình, có nghĩa là mình đi học ở trên trường ấy, thì thực sự là không có ai mà mang lại cho mình một cái niềm yêu thích về một cái môn nào cả. Nhưng mà ông thầy mà mình học thêm ấy, ông lại mang lại cho mình một cái niềm yêu thích về môn vật lý. Và từ cái lúc mà mình đi học nấu bia xong, cái đứa thạc sĩ và cái đứa bác sĩ ấy, là đều nhỏ hơn mình cả, không đứa nào lớn như mình đấy á,
và xong có một ông thầy mà ông là tiến sĩ hóa rồi mà ông đang dạy phổ thông, thì mình lại cảm thấy là ồ cái môn hóa này nó hay ghê ta, và nó là một cái thứ gì đó rất là có ích trong cái cuộc sống của chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được cái môn hóa, chúng ta sẽ hiểu được rất là nhiều thứ, ví dụ như cái chất nào chúng ta không nên dùng, chất nào chúng ta không nên dùng, ví dụ như phosphat, mình không nhớ cái tên lắm, ví dụ như hình như là phosphat thì vậy. Thì ở trong kem đánh răng á, ở Việt Nam mình kem đánh răng nó có rất là nhiều cái đấy, và cái tác dụng duy nhất của thứ đấy nó là tạo bọt. Và người Việt Nam mình ấy, bản chất là người ta đánh răng mà người ta không có bọt người ta chịu được. Nhưng mà nếu như các bạn xét những cái kem, ví dụ kem của Mỹ hoặc là kem của Đức chẳng hạn, thì các bạn đánh chả bao giờ nó ra bọt cả. Và cái chất phosphat thì là cái phosphor dùng ngoài gì đấy, thì ở nước ngoài người ta đã cấm rất là lâu rồi, người ta đã không cho dùng rất là lâu rồi, nhưng mà ở Việt Nam mình chúng ta vẫn dùng. Thì cái thứ đấy nó khá là độc hại và nó không có mang lại cái tác dụng gì hữu ích được cả. Thì đó là một cái mà mình học được trong cái buổi nấu bia ngày hôm đấy về hóa học. Thì nếu như bạn nào ở trong này mà đang còn học cấp 3, cấp 2 đồ này nọ, mà các bạn coi được cái video này ấy, hoặc là ngay cả các bạn về học đại học á, và các bạn coi được những cái video này, thì mình nghĩ là các bạn nên đầu tư vào học những cái thứ về hóa học. Mình nói là học những thứ về hóa học chứ không phải là học môn hóa nha. Học cái môn hóa nó khác với học về hóa học ha. Thì các bạn học về hóa học có nghĩa là các bạn học về những cái hiện tượng, các bạn học về những cái chất này chất kia trong cuộc sống của chúng ta áp dụng cái môn hóa vào trong cuộc sống của chúng ta như thế nào, không phải là các bạn ngồi vẽ có copy-paste rồi, hoặc là các bạn hóa trị. Thực sự ấy, các bạn hay nói là các bạn đi học cấp 3, các bạn đi học phổ thông sau này các bạn chả dùng được cái gì cả, nhưng mà thực sự là các bạn sẽ dùng được, thực sự là các bạn sẽ sử dụng rất nhiều, và khi mà các bạn cần đến nó thì các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ hối tiếc tại vì ngày xưa mình đã không chú tâm vào nó và mình không hề học nó một cách đàng hoàng tử tế. Sorry mọi người là hồi nãy trời vẫn còn sáng nhưng mà do đang quay thì thấy pin thì mình thành ra mình đi mình cắm sạc xong rồi mình mới quay tiếp được. Nhưng mà chỉ quay tiếp để say goodbye mọi người thôi. Ok, video này đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người thấy video này vui thì mọi người nhớ like và share giùm Đáp nhé. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi gì comment phía bên dưới hoặc nhắn tin vào fanpage cho ông Đáp Vô Tính để mình trả lời mọi người một cách nhanh nhất nhé. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với channel của mình thì hãy bấm nút subscribe và bấm cái chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Ok, bye bye. See you.